Phẩm 3 Tâm. Câu 33-37. Thường dao động, biến đổi, khó giữ gìn, khó chế phục. Đó là tâm phàm phu. Bậc Thánh Hiền chế phục làm cho tâm được chánh trực, như thời khéo uốn đánh mũi tên, như cá bị bắt ra khỏi chỗ ở trong nước, nằm vùng vẫy trên bờ, tâm này cũng vùng vẫy. Để thoát khỏi cõi giới ma phương, sao động khó nắm giữ và luôn luôn xoay vần theo sở thích ngũ dục, đó là tâm phàm phu. Lành thay tâm thuần hóa, tâm đã được thuần hóa, an lạc hưởng dài lâu, rất biến hóa khó thấy và vô cùng vi tế, xoay vần theo sở thích ngũ dục, đó là tâm phàm phu. Người trí nên phòng vệ tâm, tâm trí được phòng vệ, an lạc hưởng lâu dài. Lang thang xa đi một mình cô độc, vô hình vô dạng, như ẩn náu hang sâu, đó là tâm phàm phu. Ai điều phục được tâm ấy, thoát khỏi xiềng xích ma vương, họ sẽ được giải thoát. Câu 38. Người có tâm bất định, không hiểu biết chánh pháp, tâm tịnh không kiên cố, trí huệ khó viên thành. Câu 39. Đối với người có tâm không bị nhiễm ưu trược, sân hận không chi phối, diệt trừ mọi thiện ác, đó là kẻ tỉnh thức, họ không gặp nguy hiểm, cũng không sợ hãi. Câu 40. Hãy biết rằng thân này giống như chiếc bình đất, giam giữ tâm trí này như thành quách pháo đài. Hãy tấn công ma quân với thanh gươm trí huệ, hãy gìn giữ chiến thắng, nhưng đừng chấp trước vào. Câu 41. Không bao lâu, thân này sẽ nằm trên mặt đất, bị vứt bỏ vô thức, như khúc gỗ vô dụng. Câu 42-43. Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù, hay cái hại của oan gia gây cho oan gia, cũng không tệ bằng cái hại của tâm gây cho chính mình. Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác, mà chính tâm hướng thiện có thể làm cho mình trở thành cao thượng hơn. Phẩm 4. Hoa. Câu 44-45. Ai sẽ thấu hiểu địa giới này và thấu hiểu diêm giới này cùng tất cả các vị thần nơi đó? Ai sẽ tìm ra được pháp cứu giảng và nói rõ ràng như thợ khéo léo nhặt hoa để kiết tràng? Người học đạo sẽ thấu hiểu địa giới này và thấu hiểu cõi diêm phù này cùng tất cả các vị thần nơi đó. Người học đạo sẽ tìm ra được pháp cú, giảng và nói rõ ràng như thợ khéo léo nhặt hoa để kết tràng hoa. Câu 46. Biết thân này như bọt nước, ngộ được bản chất của thân là huyễn hóa, hãy cắt bỏ những đóa hoa ma ái để đi đến những nơi mà tử thần không thấy được. Câu 47-48. Người mãi mê nhặt hoa dục lạc, tâm ái bị phân tán nên bị tử thần mang đi, như nước lũ cuốn trôi thôn lạc đang say ngủ. Người mãi mê nhặt hoa dục lạc, tâm ái bị phân tán, đắm say trong ngũ dục, nên bị tử thần đến mang đi. Câu 49. Cũng giống như loài ong, không làm hại bông hoa, không hại hương sắc hoa, chỉ hút mật rồi bay đi. Hoàng Sa Môn cũng phải vậy khi đi qua thôn làng. Câu 50. Chớ nên dòm ngó vào lỗi lầm của người khác, chớ nên để ý đến việc họ có làm hay không làm, mà hãy nên nhìn vào việc mình có làm hay không làm. Câu 51-52. Như bông hoa đẹp có sắc nhưng không hương, lời nói dẫu có hay đẹp nhưng vô ích khi không được thực hiện. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói hay thì có ích khi được khéo thực hiện. Câu 53. Như từ một đống hoa làm được nhiều tràng hoa, thân người cũng giống vậy, với những gì được sinh ra rồi hoại, làm được nhiều việc tốt lành. Câu 54-56.
Không một hương hoa nào bay ngược theo chiều gió. Dù là hoa chiên đàn, hoa lài hay hoa già la, chỉ hương người đức hạnh bay ngược theo chiều gió. Người chính trực tỏa hương ra khắp muôn phương. Hương chiên đàn, già la, hương hoa sen, hoa lài, trong tất cả hương này, hương đức hạnh là tối thượng. Ít giá trị là hương này, hương chiên đàn, già la, trong khi hương người đức hạnh hành xử theo đạo đức sông ngát, tịnh chư thiên, nơi cõi giới vô thượng, câu 57 người thành tựu giới hạnh, sống biết an trụ tâm, giải thoát trong chánh kiến. Câu 58, 59, như từ trong đống rác, quẳng bỏ bên đường lớn, hoa sen có thể mọc, thơm sạch, đẹp ý người. Cũng vậy, giữa những người phàm phu và u tối, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với trí huệ.